Hi mọi người, bạn đã tới cái Island Beef Jerky rồi. Đây mọi người, đây là xung quanh của cái cửa hàng bán khô bò nổi tiếng trên đường đi từ Las Vegas về lại quận Cam á. Đây, làm như cái kiểu người ngoài hành tinh á. Đó có con robot kìa. Đây có con hình người ngoài hành tinh nè. Đây là mấy cái máy bay của người ngoài hành tinh. Đó. Đây, người ngoài hành tinh đó nè. Nhìn ghê thiệt. Hi. Hello. Bây giờ tụi mình sẽ đi vô trong. Thì mình vô phía bên trong rồi đó. Bán mấy cái hình alien. Đây là giống như xí mụi. Một phòng. Giống như kiểu những cái cửa hàng bán đồ đặc sản ở Việt Nam mình vậy đó. Wow, cái ly nước đẹp quá. Cái ly nước hình người ngoài hành tinh, alien. Khô bò nè mọi người. 11 đồng là một bịch. 2 bịch thì là 20 đồng. Hay là mua 2 bịch thì mình được tiết kiệm được 2 đồng. Ở đây là những cái nước sốt. Nước để chấm á, ăn chung với cái khô bò. Khô bò này có nhiều loại lắm mọi người. Hả? Có tiêu hả? Nè. Grace, Grace. Ở đây con. Grace. No, no. Ở đây con. Mẹ mua khô bò cho Ân ăn nè. Pineapple teriyaki luôn nè, này có ấy luôn nè. Hả? That's true. Cow beef jerky mà pineapple thử. Không biết là cái loại nào ngon nhất ha. Cái pineapple thử ha. Có pepper này cũng ngon. Còn cái pepper. Cảm ơn quay. And fresh zero sugar. Đây là sông khối nè. Có mềm á. Cái kia ở đây nó cũng mềm hết à. Nha hả? Pineapple, ăn có pineapple ha. Ừ. Lấy cái này nữa ha. Yeah. Ăn gummy bear. Gummy bear nè. Bao nhiêu hộp ta? 5 đồng giá. 5 đồng. 5 đồng hả? Ăn ăn không? Ừ. Mua cho ăn gummy bear hả? Mua ăn gummy bear hả? Con muốn mua gummy bear không? Cho ăn coi đi. Ăn. You like it? Nó thích lắm. Gummy you bear. Like it? Yeah. Con lấy gummy bear không? Con trả lại mẹ hả? Con ăn cái này hả? Ừ, con lấy gummy bear. Oops. Ok, để ăn lấy gummy bear. Grace, hôm qua con ngồi với con Ellen đi. Ô, bắp kiểu Việt Nam nè. Original. Ôi mà khô lắm. Đang nóng trời nóng ăn khô lắm chịu nổi đâu. Khô. Lên lên trên đó ăn. Thôi khô. Hả? Không nổi. Đang trời đang nóng. Ở ngoài nóng. Go check out the size and it's pretty cool. Qua qua đây ngồi với con. Qua đây Rich. Qua đây con. Rich. Yeah, đây. Not good. Hai mẹ con vô đi. Mommy gonna sit here. You wanna sit over here? Come and sit. He ghê quá, he ghê quá. He ghê quá. Scared? A little. Come over here. Mommy come over here, okay? You sit here. Mommy give it a little. Like that. Cái ăn nó sợ rồi. Are you scared? Sợ rồi. Come over here, it's fine.
Okay. I got one message for Basement Joe Biden and Harris. You're fired. Sorry. Bye. 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 Touch chin, eyes, nose, mouth. Mấy ăn nó sợ cái con này. Kiss, cái thằng này biết hả? Oh no. Sợ. Okay, bên đây nữa nè. Ooh, con này nhìn ghê quá. Make American great again. Rồi, tính tiền. Rich. Mà anh sợ đâu có chơi được alien đâu. Anh nhìn anh còn sợ, hai mắt bự ghê. Con trả đến đây đánh mẹ trả tiền. Brace, brace. Để tính tiền rồi mới ra được con. Ok, bây giờ tụi mình sẽ vô tính tiền rồi đi tiếp thôi. Bây giờ ngừng ở đây để mua khô bò ăn mọi người. Khô bò ở đây rất là ngon. Mỗi lần mà gia đình của Bằng đi ngang Las Vegas thì ngừng ở đây để mua. 1492. Ở đây họ ghi là lần đầu tiên mà người ngoài hành tinh đến trái đất là vào ngày 12 tháng 10 năm 1492. Bây giờ thì gia đình của Bằng sẽ ra xe và tiếp tục đi tiếp tới cái Seven Magic Mountain. Từ đây lên chắc đó còn khoảng cỡ 1 tiếng nữa mọi người. Trời rất là nóng, hiện tại bây giờ là đã 100 độ F rồi đó. Ai nói là tháng 5 mà ở Las Vegas còn mát đâu ta. Mà thấy không hề mát chút xíu nào, quá trời nóng luôn. Hy vọng là vào ban đêm thì ở Las Vegas nó sẽ mát hơn, bởi vì Las Vegas là được mệnh danh là thành phố sống về đêm mà, nên là hy vọng là ban đêm sẽ mát hơn để mình có thể đi ra ngoài đó mình coi những cái show diễn của nó vào ban đêm. Ok, bây giờ lên xe thôi mọi người. Lên xe, race, race, lên xe. Đi bộ vô chứ có chỗ đậu xe, có chỗ đậu xe kìa. Turn right, then arrive at your destination. Trời, người ta đứng đông đen á chứ. Quá trời người. Phía sau lưng Bằng có một cái tàu lửa của quân đội mọi người. Chở quá trời xe tăng luôn. Cái nè. Toàn xe tăng không? Nguyên một hàng xe tăng luôn. Cậu dài ghê luôn á. Chắc cả 100 chiếc xe tăng á mọi người. Lần đầu tiên mới thấy quân đội vận chuyển xe tăng bằng tàu lửa luôn á. Đó kìa. Trời ơi. Wow. Còn xe tăng không luôn. Quá trời. Dài tới dưới kia luôn kìa. Mấy trăm chiếc á. Khủng khiếp ha. Wow. Yeah. Đi thôi. Ở phía sau lưng Bằng đây là cái Seven Magic Mountain, cái ngọn núi bảy màu mọi người, trên đường đi Las Vegas á. Từ sáng tới giờ là đi nửa ngày rồi, cuối cùng cũng đã tới được cái chỗ này. Từ đây vô tới Las Vegas chỉ còn 30 phút nữa thôi. Nên là tụi mình sẽ ngừng ở đây trước để quay phim và chụp ảnh cho mọi người cùng xem cái núi bảy màu này. Bởi vì trên cái đường về á, ngày về thì Bằng sẽ đi về vào ban đêm, nên là chắc chắn là mình sẽ không có thấy được cái núi này rồi. Đây, quay cho mọi người coi nha, phía trước kìa. Có rất là đông người đang ở phía trong đó luôn. Wow, gió thổi cái lốc xoáy kìa. Ở xa xa kia có nguyên một cái lốc xoáy, nó đang thổi cát bay lên mọi người. Hai, bốn, sáu, ủa sao có sáu cái vậy? Hai, bốn, sáu, ủa sao sáu cái vậy? Seven.
coi còn cái nó nằm đâu á. Ủa, sao nó nói là 7 ngọn núi mà sao đây chỉ có 6 cái ta? Có người đang bay tròn mọi người. Tiếc là hôm nay bà không có mang cái tròn theo. Ở phía bên kia là cái đường freeway số 15. Đây là cái bạch kinh của nó này mọi người. Vô được mà, mọi người vô kìa. Ơ 7 cái em nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại con cái này bị che lại nè. Chắc đang sơn lại quá. Đây nè mọi người, ngọn núi 7 màu, một trong những cái điểm rất là nổi tiếng trên đường mình tới Las Vegas á. Hiện tại bây giờ thời tiết á, đang là 100 độ F, nóng khủng khiếp luôn. Cái tác phẩm này á, là của một cái người nghệ sĩ, người thị sĩ á mọi người. Cái ông này ông làm cái tác phẩm này ông để ở đây, giống như là một cái tác phẩm riêng của ông vậy đó. Vào năm 2016, thì lúc đó ông xin phép tiểu bang Nevada cho ông để đây 2 năm thôi, là tới năm 2018 là phải kết thúc cái việc để ở đây cho mọi người cùng xem. Nhưng mà lúc đó thì nó này trở thành một cái hiện tượng á, nên là có rất là nhiều người tới đây để muốn chụp hình với cái chỗ này. Bởi vì thế mà ông đã xin phép chính quyền của tiểu bang Nevada đó cho ông để thêm nữa, thì họ gia hạn cho ông thêm 3 năm, có nghĩa là tới cuối năm 2021, nếu mà mọi người không đến đây chụp ảnh á, thì tới cuối năm 2021 thì chỗ này sẽ bị di dời đi chỗ khác, nếu như mà ổng không thể tiếp tục xin phép để cho cái tác phẩm của ổng nằm ở đây nữa. Bây giờ thì vô quay cho mọi người coi nha. Có mấy cái này nó đang bọc lại. Ở đây chỉ có 3 cục thôi. Ở đây thì có 4 cục. Cái núi này là nhiều nhất nè. 2, 4, 6. 6 cục. 4, 6 cục luôn. Yeah. Yeah. Rất là nhiều người đang ở đây. Hồi nãy bạn coi biển số ngoài đó thì ở Texas, ở Florida, ở mấy cái tiểu bang xa xa tới đây á mọi người. Mẹ con bé Ray đang đứng đằng kia kìa. Bây giờ bằng đi lại chỗ mẹ con bé Ray. Ray, màu gì con? Màu này màu gì? Màu này màu gì chị mẹ con? Ray, màu này màu gì? Sao nha con? Màu này màu gì? Đây. Race. Nè. Màu này màu gì vậy ta? Cái này được sơn ha. Sơn. Sơn lên cục đá nè, cái cục đá nguyên thủy của nó nè. Nè sơn lên nè. Màu này màu gì con? Sao chói mắt quá vậy? Màu này màu gì? Bằng đã tới Las Vegas rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào được tới cái núi 7 màu hết. Bởi vì hầu như là bằng đi vào ban đêm. Bởi vì mọi người biết là đi Las Vegas đi vào ban đêm nó mát hơn đi ban ngày. Nhưng mà chuyến đi này đó bằng muốn đi vào ban ngày để tới được cái núi 7 màu này quay cho mọi người cùng xem. Và cũng như là bằng muốn tới được cái núi này. Bởi vì nếu mà cuối năm nay mà cái ông mà chủ nhân của cái tác phẩm này đó, ông không xin phép được chính quyền Nevada cho ông tiếp tục để ở đây á, thì cuối năm nay cái tác phẩm này phải di dời đi chỗ khác. Nên là rất là tiếc, nên là bằng muốn đến đây để xem. Đó. Hy vọng là cái tác phẩm này của ổng, ổng tiếp tục xin phép được chính quyền Nevada cho ổng để đây, để cho còn nhiều người nữa tới đây để có thể chiêm ngưỡng được cái tác phẩm này. Yeah, bây giờ thì gia đình của Bằng sẽ chia tay với cái ngọn núi 7 màu này mọi người, và tiếp tục đi vô Las Vegas từ ngay chỗ này nè.
đi vô Las Vegas còn khoảng 30 phút nữa thôi. Và mình sẽ đi ra lại cái đường freeway số 15 và mình sẽ tiếp tục đi thẳng vào Las Vegas luôn. Và tối nay thì Bằng sẽ quay cho mọi người coi về thành phố không ngủ ở Las Vegas, có những cái chỗ nào đẹp thì Bằng sẽ quay cho mọi người coi nha. Ok, bây giờ thì đi vô Las Vegas thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.